Ok, chào tất cả mọi người nha. Đây thì nguyên tem đi tham quan nha mọi người. Mọi người thấy là anh em áo cam ở ngoài kia không? Đây em cút clip ai qua. Đây. Đi thì dạng mình sẽ đạp. Đi thì dạng mình sẽ đạp nha mọi người. Nhớ cắt khúc loa nha. Định. Anh Tây nói về là gì mọi người anh Tây? Vui quá anh ơi. Vui quá anh ơi hả? Mập sao mập? Mà đó hôm dữ lắm mà. Đúng rồi. Chứ rồi xì có mấy người mà nhậu mấy với mấy lít mà. Giật bánh nào ơi? Giật được, hư xe. Xe mượn ai vậy? Đâu mà xe mày. Xe mượn ai vậy? Đó chùa thầy. Chị của em. Mày chảy hư rồi mày đền chùa đó. Xe của chùa hả? Chùa là nơi mấy anh em đó đi đâu vậy? Selfie hả? Hai. Công trang này. Đi qua lại đẳng chụp hình mấy đứa ơi. Mỗi đứa tắm đi. Chụp làm kỷ niệm. Đây mọi người thấy là thiền viện Trúc Lâm Phương Nam ở Cần Thơ là nói chung là rất là đẹp luôn nha mọi người. Mọi người thấy là phong cảnh rất là ok, đẹp, nói chung là tuyệt vời. Nó vô rồi gặp nội phúc cũng cho ngủ luôn, gác cũng muốn nắm đầu. Tối cái gì mà bỏ sập giạc hay vậy anh? Em nói câu nào với khán giả em? Nếu như thấy Cần Thơ đẹp thì nhìn Trúc Lâm hữu tình thì thì mọi người ghé. Bây giờ em có nhắn ngủ gì bạn gái em không? Chúc thôi bỏ qua bên sao? Chúc em luôn luôn đẹp à? Đúng không? Thôi bỏ qua cũng này. Không biết nói gì. Không biết nói gì không? Ngoài hai từ tuyệt vời đúng không? Tuyệt vời đó được rồi. Thôi bắp mỡ. Dạ. Em nè, em bắp mỡ nha. Ừ, nói câu gì khi hết cái Tết này em ở tiệm ấy. Em cũng biết nói chừng mà đi buồn quá. Đi buồn quá không? Đi nhớ buồn. Nhưng mà vì sự nghiệp mình phải đi, đúng không? Dạ, đúng rồi. Đúng không em? Đúng, ok. À. Good job anh em. À. Nói chơi chứ mọi người nha, nói thiệt với mọi người luôn á là qua Tết là bắp mỡ sẽ về Duy Thanh. Mở một cái tiệm là bắp mỡ barber shop. Đấy bắp rồi chứ không có mỡ. Rồi mà. Bắp barber shop ở Vị Thành nha mọi người. Tao em chụp hình anh Ken em để lên công việc nữa. Có lấy à? Có không? Có lấy vô hớt tóc đây là hớt tóc của tiệm. Đây là Ken barber shop là mọi người cũng biết rồi, sau này mở tiệm đối diện với nhà mình luôn nha mọi người. Đối diện với Ken này luôn. Ken barber shop nha mọi người. Đây là cảnh cảnh bào, mọi người cũng biết là cảnh rồi cái gì. Cảnh barber shop nha, sau này về Hậu Giang nha mọi người. Quay Hậu Giang luôn. Đây để mình quay cụ chiến binh đã mở tiệm rồi phát triển rồi cho mọi người xem nha. Đây cụ chiến binh Huy đây mọi người. Thấy không? Mọi người thấy cái hàm râu là hơi đỉnh rồi đó. Đó. Mọi người. Mọi người thấy hàm râu là hơi bị đỉnh rồi nha mọi người. Cụ chiến binh nha, có K10 nha, K9 chứ. Quy đã mở tiệm ở Sóc Trăng rồi nha mọi người. Hôm nay đến chơi với nhóm nha. Đây Phát. Phát thì sẽ có một cái tiệm Phát Barber ở Vĩnh Long, Tam Bình. Mọi người nào ở Tam Bình thì sau này sẽ đến ủng hộ Phát nha. Chào mọi người. Đây Linh Hậu Giang nha mọi người. Còn mọi người biết cái anh này rồi, anh này giang hồ lắm mọi người nè. Sâm giả lên cho mọi người coi em. Trời ơi nè, sâm bơm bớm nè, thấy không? Âu côn nè, bông hồng nè. Pikachu. Thủy nè. Con này con gì? Sơ tam. À vậy hả? Quá đỉnh luôn. Giờ bữa xăm hết tay luôn đi. Mỹ đi. Bữa xăm bụng không? Bữa xăm. Đây con chim đó hả? Đây con chim nè. Ừ, con chim luôn mọi người.
con đi hay cá. Con cá hả? Rồi Lâm ở Sóc Trăng nha mọi người. Sau này sẽ về mở tiệm ở Sóc Trăng nha. Kè kè gừng. Chắc mọi người cũng biết kè kè gừng rồi đúng không? Kè kè gừng là qua Tết này đi nghĩa vụ công an rồi, nhưng mà không biết về được hay không là một chuyện nữa. Về được chứ? Về được chứ? Phát biểu giờ là kè phát biểu ơi. Cái gì nữa? Nè bây giờ nè, em là em bộ đội nghĩa vụ công an là em gặp anh em ở trong đây á, chạy xe lỡ như có cái gì là không buộc bắt anh em nha. Đúng, chính xác. Đúng không? Đúng. Đây đây là hình. Đây mình sẽ di chuyển qua đây bên đây top nè mọi người. Đây đây phát biểu và lời đây, em yêu Khánh. Chào mọi người, hôm nay nhóm mình có chuyến đi chơi tại Phong Điền và Hiền Diện Trúc Lâm ha. Rồi Khánh quê ở An Giang, ở cái gì ta? Đồng Tháp. Đây đây mọi người cũng biết anh này gọi gì. Quen mặt lắm. Đông nha mọi người. Đây Đức nha. Thận nha mọi người. Thận ôm ôm. Hỡi lại cờ đỏ. Còn đó là Vĩnh Hạnh. Đức Vĩnh Hạnh nha mọi người. Ai đến Vĩnh Hạnh là biết Đức liền. Đức là chùm ở dưới đó. Còn đây là Vĩnh Long. Đến Vĩnh Long là nói tên anh Nhật ai cũng biết hết trơn á. Còn đây đến Đồng Tháp là cứ liên hệ anh Khánh này, anh Khánh lo toàn nhà viện hết, lo từ nhà nghỉ tất cả hết nha. Đúng. Ok. Rồi mình di chuyển qua đây cho mọi người nha, giới thiệu từ người cho mọi người xem nha. Liên ăn tay đây đây giờ mình sẽ giới thiệu từ người cho mọi người xem nha. Đây đây là Liken PT nha, nhìn như ngang sinh vậy. Mọi người bây giờ mọi người không đón ra là Liken PT được đâu. Sao đón được, cần thế nào đón là được. Đó, mặc đồ rồi mọi người thấy không, bình dân rồi nạp cạc gì, nạp cạc 20 bạc. Nó chơi chứ mọi người, chứ mọi người nào có lên YouTube thì cứ lên YouTube gõ Liken PT nha mọi người, sẽ ra những cái tác phẩm độc đáo nhất cho mọi người xem nha. Mọi người nào xem thì nhớ đăng ký Liken PT một đăng ký một like nha mọi người. Rồi, hay lên đăng ký kênh của mình đi nào. Rồi anh quay đây Thận xong hết. Mọi người cũng quen thuộc với anh này lắm rồi chứ gì. Không ai biết đâu. Mở khẩu trang là biết liền à. Đó, thấy không? Siêu phẩm. Đem đôi dẹp. Trời ơi trời, người ta đem đôi dẹp, ta đem đôi dép, phải không? Tôi học á, tôi ở lại 3 năm lớp 7. Đó, đơn giản là ngoại. Đúng không? Đi thử coi biết à. Đây Thận nha, Hưng nha mọi người. Hello mọi người. Hưng rapper, rap Việt. Sửa sàng thi rap Việt mùa 3. Mọi người lên ủng hộ rap Việt mùa 3 cho Hưng nha mọi người. Mà không có rap Việt mùa 3, mùa 2 xong rồi đó. Mùa 2 xong rồi, bây giờ sửa sàng đăng ký mùa 3 đó. 4 nó dạng ngàn, 4 nó ngàn. Nè, ngang. Giới thiệu mọi người con. Đây Ly Barber nha mọi người. Ly có đồng tiền đẹp quá. Trời. Em út của mình lúc nào cũng đẹp. Đây là bà phụ nữ quyền lực nhất ở gia đình. Sao nghe. Đây là người phụ nữ quyền lực của gia đình nhỏ mình. Đây Ngọc An. Đây là em yêu của mình, Kim Ngân. Hello các bạn đi em yêu. Hôm nay em yêu cặp mắt gì kỳ vậy? Em yêu rất sớm không được. Đây là mọi người nãy giờ giới thiệu anh nhiều rồi. Kiên Barbershop. Đây cái chuông đồng nè, rất là đẹp luôn mọi người. Anh này nãy giờ quen thuộc quá rồi. Ai đi Đồng Tháp cứ liên hệ anh nha, Facebook là gì? Khanh Trần mọi người. Khanh Trần. Rồi, hẹn mọi người cái video tiếp theo nữa nha. Thì mọi người có xem thì cho anh em mình xin một like và đăng ký nha mọi người.